nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành quản lý đất đai, ngày 3 tháng 10 năm 1945, sáng ngày 3 tháng 10, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức phòng tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai huyện. Cùng đi có đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, đại diện một số cơ quan, đơn vị của huyện. Trong những năm qua, phòng tài nguyên, môi trường huyện đã tích cực, chủ động tham mưu huyện về công tác quản lý nhà nước, triển khai thực hiện tốt các công việc liên quan đến quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản trên địa bàn. Làm tốt công tác kiểm tra, đo đạc và phối hợp cấp đổi giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị, nhân dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ tồn đọng trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt các vấn đề về xử lý ô nhiễm môi trường. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng tài nguyên và môi trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, từ đó góp phần thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng của huyện Vĩnh Tường trong thời gian tới.